Trong một thành phố bên trong bức tường, bên ngoài là rất nhiều con Titan trần truồng thèm thuồng ăn thịt người. Vì vậy hiếm có ai ra được bên ngoài, Titan cũng cóc vào được bên trong. Cuộc sống cứ vậy trôi qua yên bình suốt 100 năm. Đây là ba đứa nhân vật chính tên là Eren, Mikasa, Armin đang ngồi ngoài đường tạm dốc. Tao muốn được ra ngoài bức tường. Quên đi mày. Bức tường dù 100 năm không có gì, nhưng biết đâu hôm nay bị đập bể thì sao tụi mày? Hello mấy cưng. Cái thằng chó mồm thúi hoắc, chù ẻo dữ mày. Mất thăng bằng mấy bạn ơi, mình sắp té rồi, cứu mình với. Bức tường đã tự té vào chân con Titan khổng lồ khi cánh cổng bị vỡ. Con Titan vì quá xấu hổ nên bỏ đi mất. Nhưng bọn đàn em của nó thì không như vậy. Chúng rất thích giỡn chơi với loài người vì vui lắm. Ê, tao thấy một cục đá bay về hướng nhà mày kìa. Về nhanh chứ không là toan cả nhà mày đấy. Cấm ngay thằng thúi mồm, nhà tao, mẹ ơi, mẹ. Ôi từ từ bạn ơi, em gái, dừng lại. Ôi cái tay hư này, tí nữa mình đã làm điều xấu với Mikasa rồi. Tay hư, kiềm chế. Dù rằng biết là hơi gỡ, nhưng cả cái thị trấn này sẽ bị bọn Titan làm gõ hết thôi. Cấm mồm lại thằng kia. Mẹ, bà nội cha thằng Armin xíu quẩy. Mikasa, mày với tao vác cái nhà này lên, cứu mẹ tao nhanh lên. Má, nhà mà vác bằng niềm tin không có nội. Hello mấy cưng, chị tới đánh ghen đây. Ông anh, đưa hộ hai đứa cứng đầu này đi dùng cái. Cô em yên tâm, con Titan này để anh lo. Yo. Đâu. Em nói giận xíu xiu, em đi liền đây chị Titan, bảo đảm không làm vướng chân chị luôn. Đi nhanh tụi bay. Kẻo cà kẻo kẹt, mày cướp chồng bà móc mắt ra. Đồ hèn nhát, thả bố mày ra, nhanh lên còn kịp. Cái lão già vô dụng này, lão lông này. Eren. Biết tại sao mày không cứu được mẹ mày không? Vì mày vô dụng. Còn tao thì ngay lúc mắc tè quá, nếu không còn Titan nó chết với tao. Thiệt vậy hả chú? Đã hiểu lầm chú rồi. Ê, chơi 50 không mấy cân. Trốn đi bà con, thằng kia đếm đến 100 không được hí mắt ra nhé. Mọi người cùng trèo lên thuyền, trốn vào trong thành sâu bên trong. Kiểu này đến Tết, bọn Titan cũng cóc tìm ra được. Sau đó, mấy đứa này gia nhập quân đội với lòng căm thù Titan sâu sắc. Bố mày sẽ giết sạch. Đến ngày tốt nghiệp. Bọn Titan chỉ là cái dòng thứ cùi bắp. Thử có đứa nào ở đây coi, anh đánh cho bấy nhầy. Hello cưng, chào em, anh đứng đây từ chiều. Em xin lỗi anh, em lỡ mồm. Vũ điệu quét nhà. Má, chơi nó. Hãy xem sự dũng mãnh của tao đây thằng mập. Thôi anh, em xin lỗi được chưa? Tha cho tụi em đi mà. Mày bắt tay tao một cái xin lỗi thì tao tha. Sao mà bắt? Thôi, không chơi nữa, anh mắc ỉ quá. Anh rắm một cái tạm biệt nha. Thúi quá. Ẩn thân di thuật. Ê, nó đâu rồi? Cái quần gì mà có tới 3 dấu chân? Lẽ nào chân giữa là to nhất? Ê tụi mày, tụi Titan vào rồi, chia phe ra đánh Titan nào. Mấy thằng dân đen này đi trốn ngay còn kịp. Sư đoàn Titan đơn đồ số 3 do con Titan ngu nhất dẫn đầu đang vào thành. Bắn nó! Bất ngờ chưa, bố mày méo chết. Anh là trưởng sư đoàn Titan số 3 đây. Tao lọt hố drama rồi, cứu tao với tụi bay. Thì xem thằng nào giết được nhiều Titan nhất không tụi bay.
Ok mày luôn, không ăn gian nha. Hè nhờ, cứu tao với tụi bay. Chết mẹ mày với tao, con Titan lão lông. Sợ quá. Hello, em Sota tóc vàng xinh tươi. Có phải chú em tên là Biko? Anh ăn chú em nha. À... thả bàn tao ra. Mày ngon mày ăn tao nè. Ăn thủy tổ nghe có vẻ hợp lý hơn là ăn tóc vàng Sota đấy. Chà, ngon tới miếng cuối cùng luôn. Mấy chú yên tâm, giờ anh là nhân vật chính rồi. Mà anh lấy thủy tổ giải cứu thế giới cho. Đâu thế này? À, chào sếp, sếp nhớ em không? À, mình chưa chết à, đây là đâu? Sai lầm lớn nhất của mày là nuốt tao mà không nhai. Thằng lòn này là Titan, rõ là nội gián, giết nó. Kích hoạt hào quang nhân vật chính. Bố mày méo chết. Hello Macon, anh là tư lệnh đấy. Thay vì giết, sao không lợi dụng bóc lột nó, khiên đá để lắp tường. Ok anh trai. Yo. Còn Mikasa, cay mày xưa giờ. Giờ tao mạnh rồi, ăn đấm của tao đây. Mikasa, cút ra. Thằng phế vật. Mày tuổi gì mà đòi chơi chị mày? Thằng phế vật. Vậy, giờ mày gáy đi mày, giờ mày gáy to lên. Ê, tao dậy rồi, để tao. Thằng lon đó chặn được cổng chặn Titan rồi, thưởng gì cho nó bây giờ ta? Phụ tao kéo nó ra khỏi Titan rồi về nhà ăn mừng nào. Mình đã lập được công lớn, chắc chắn là được thưởng to. Xin tiền qua Bay Store mua đồ thôi. Mày đã lấp đá cổng thành, công của mày to lắm. Thưởng cho mày ngồi tù 1 năm, mai ra tòa, may mắn thì quay vào ô tử hình. Thằng mặc quần này tội to lắm. Thôi đi học mày ăn cắp bút của đứa ngồi bên cạnh phải không? Không! Là nó vẽ bài vô vợ tao trước. Ê, ông cố nội, tụi tôi lấy thằng này, ông có cho không thì bảo. Thôi đem nó đi hộ cái, cơ mà cho nó ra ngoài biên giới giữ thành, chứ cốc cho vô trong à. Cuộc thám hiểm ngoài thành lần thứ 57. Anh em, chúng ta đi thám hiểm bên ngoài bức tường nào, nghe đồ vui lắm. Cứu em với mấy đại ca. Leo leo mấy anh. Tao ghét thằng BD dè dẹo này ghê. Giết nó. Ý, chạy đâu mà vội vào em gái. Đi đâu mà vội mà vàng. Mà vấp phải đá mà hoàng phải dây. Vấp má mày nè. Nó là một con có trí khôn. Thôi em gái ơi, anh có người yêu rồi, đừng theo đuổi nữa.
Chị đã tìm thằng Eren, cưng có thấy nó ở đâu không? Nó ở giữa chị, tha em, nó ở trong kia kìa. Ok cưng, cảm ơn, chiêu chiêu. Chết vẹo mày con quỷ coi. Anh em, kéo nó vô rừng, hấp diêm nó cho anh. Ngu này con chó, bố mày làm bẫy chờ mình mày đấy. Hello cưng, không ngờ có ngày hôm nay phải không? Mày tin bố móc từng con mắt của mày ra không? Mấy anh trai cứu nét, ai tới sớm thì có em đêm nay. Để anh, ok em gái, donate cho em 1 triệu, cho anh cắn nhẹ cái thôi. Chạy anh em. Chị mày thoát khỏi xác Titan rồi lũ ngu. Mày chơi đồng đội của tao thì tao phải chơi mày. Ok, cưng sẽ là của anh. Nhưng anh xấu trai quá, còn méo mồm nữa. Cút đi, mày không xứng đáng với chị. Chị chỉ cần thủy tổ mà thôi. Lại hút một cánh đồng thắm nào. Tao ra ngay. Láo lông nè. Vuốt mặt phải nề mũi. Thả mấy đứa em tao ra ngay. À thằng Lệ Vi chơi mày. Thằng này ở trong nhìn như cái đống cất á. Má ỷ đâu hiếp yếu, ba chơi một không chừa cũng què chó. Tụi ăn hại này đi về nhà trông thật là thảm hại, bách nhục vô dục. Bọn tao đã kiểm tra tường, không có lỗ thủng cho Titan vào. Ê Eren, ra ngoài này chơi, tụi anh có cái này muốn nói. Gì mấy huynh? Tụi anh là Titan siêu to khổng lồ, anh chỉ cần chú đi chết, đơn giản vậy thôi, đi không? Giỡn hả mấy ba? Mày mà không đi, tụi tao sẽ hấp diêm mày. Chết vẹn tụi mày. Chơi. Thằng lõi này, mày đi với bố mày. Con chó. Ốm nhách yếu ỏm vậy mà cũng đã chơi tao. Yo, thằng mập té xuống đầu nó cho tao. Ok luôn bro. Chạy anh em ơi. Bye bye. Thằng út ít, mày chạy đâu cho thoát? Chị mày mà bắt được, chị thiến hết hai thằng mày. Mấy đứa theo anh, dẫn Titan đi đấm bọn Titan đi. Single
Theo anh, không chết không về. Chết rồi, thì sao mà về mấy ba? Hay là mấy chú đi chết giùm nha? Chết một mình đi, đừng có chù ẻo. Đứng hết lại đó cho tao. Lại vô thế đường cùng, lại phải sợ nó rồi sao? Kích hoạt bản năng cho vật chính, anh em giết nó. Anh em giết nó luôn. Ai chưa chết thì về. Hội nghị lãnh đạo đất nước. Bắt thằng Eren lại, đưa nó về thủ đô. Chúng ta cần lấy lại Titan Thủy Tổ. Đừng để thằng nhà vua bắt được Eren. Vừa nói xong nó bắt luôn. Cưng ơi, thơm quá, thì ra Cưng là con trai hả? Cứu tao. Không thoát được đâu mấy Cưng. Anh là người mạnh nhất nhân loại. Cưng bắt thằng nào là bắt à? Anh em, lật chính quyền. Mấy thằng cán bộ đi đâu tao bữa trước? Tao cho tụi mày chết luôn. Đột phá tầng hầm, cứu lấy Eren đang bị bắt cóc. Còn anh ở đây nè mấy cưng, không phải thích làm gì là làm đâu nha. Thằng lung lung lung. Tao là đâu và đây là ai? Tao bắt thằng mặc quần này tới đây rồi. Bọn mày ưng xử sao thì xử nè. Mày ăn nó đi con gái. Lấy lại thì tổ mà tại nào mấy thằng ngu dân. Méo, ông thấy tụi nó ngu sẵn rồi không? Tốn công làm chi mà sống được có 13 năm. Mày làm cái gì vậy con chó? Ông là bố tao hơi lâu đấy. Anh yêu, em tới cứu anh đây. Thứ còn cả mất dạy. Mày không tin thì để tao uống, tao uống hết. À, lộn mẹ thuốc. Thành mẹ con Titan gì rồi, chứ có phải Titan thường nữa. Động đất. Cái đổ nhà đổ, chết cả bây giờ. Không lẽ tụi ta chết chung với mày? Làm gì đi thằng mặt quần. Anh em, đứng sau anh bảo kê cho. Anh nhặt được cái bình huyết thành hóa cứng Titan này. Bye mấy cưng. Ở đây chán quá, anh ra thành phố chơi. Chạy về chặn nó gấp. Con Titan phi lụ đó sắp tới đây rồi. Chuẩn bị giết nó. Hai, đạn dược gì, cóc ăn thua gì cả. Hello, xin chào các fly. Bay có mang quà cho mấy cưng nè. Ăn mình nè con. Phải giết nó tận miệng cuối cùng, nếu không nó sẽ hồi sinh. Cha, con xin lỗi, con phải giết cha thôi. Con cái mất dạy. Cô ta là người giết Titan hả? Là tao. Dio. Ây da, chị tuyên bố từ nay chị là nữ hoàng của tụi ngu dân chúng mày. Chúc mừng nữ hoàng mới lên ngôi. Nữ hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hello, xin chào các fly. Ủa chứ giờ sao tụi bay? Không lẽ giờ hết phim luôn hả? Tiến cướp lại đất bọn Titan chiếm đi tụi bay. Ok bro, cần thích là được. Mấy chú để anh duyệt cho nè. Thiến mạng chỉ để cho vui. Thiến mạng chỉ để cho vui. Cố lên tụi bay, yêu tụi mày nhiều, chết đi thôi nha. Đi rồi đừng có về nữa nha, đỡ tốn lương thực.
Tụi mày không cướp được đất thì đừng có mò đâu về. Má cái tụi này. Cút đi, cút đi, cút đi, cút đi. Hoàng Hồ, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Đánh chết mẹ tụi mày. Ngon xuống đây mà chơi. Việc của chúng ta bây giờ là tử vì đạo. Đi chết hết đi. À, mày bỏ chờ đây. À, tới rừng Titan rồi. Xuống ngựa đi nhẹ nó khẽ cười duyên. Chứ tụi nó dài cạp đầu hết cả bây giờ. Anh đạo, bọn này ban đêm hết pin bất động luôn. Đen pin rồi thẳng mặt mà không biết này. Biết vậy mấy năm qua lừa nửa đêm đi chém hết cục tụi nó cho rồi. Tức thiệt chứ. Tới thành rồi tụi bay, đu dây hết cho tao. Thành có hai cổng, lấp kín hết rồi thịt bọn đi ra là xong. Yeah. Sắc mặt mấy chú khá xấu, cẩn thận tao hết hôm nay đấy. Thằng Erin, đi lấp cổng lẹ lẹ lên. Để tao. Ê, đâu á, hóa Titan, hóa đá chặn cổng thành. Có sao không cưng? Có đuôi không hả cô đó? Đi nhanh còn kịp. Lon coca hai cái 1.000 đồng. Vậy mà tụi kẻ thù vứt ở đây không nhặt về bán ve chai. Phí phạm thật đấy. Mùi gì đây? Má, tụi nó đái cả vào trong ly. Ủa, vậy là xong rồi hả mấy ba? À, về ăn cơm coi ạc hình thôi chứ chiều rồi. Về muộn má la. Từ từ đã nào. Tôi nghi có mấy thằng quần què đánh úp á. Ông bỏ về tụi nó hiện hình đá cụ. Cái cổng thành lại công cốc à. Cái mồm ăn mắm ăn muối. Sắp được về rồi ai khiến cho mỏ vô. Mày TV sắp công chiếu video mới đó. Mày đã đăng ký kênh chưa? Lỗi của tao, nhưng tao lo thiệt mà. Nhất nhất cái não rồi đó. Thôi mày làm cụ trưởng đoàn luôn đi, thích làm gì làm. Tụi mày đi gõ gõ mấy cái tường. Thấy cái gì nhúc nhích là cho nó thành xúc xích luôn. Ê tụi mày, ở đây có cái lỗi gì hay lắm nè. Cho nó thành xúc xích không? Ở đây không có xúc xích đâu cô em. Chỉ có đôi nít xin que mà thôi. Bất ngờ chưa? À láo, bất ngờ chưa nè mày. Tôi thằng con, giỡn thôi. Bố mày bất tử. Ok đi. Kích hoạt khóa hình thành người sắt. Mấy cái này tuổi gì chơi anh? Kiếm xuyên cổ thì anh vẫn bất tử. Titan tuấn khỉ xuất hiện. Kích hoạt đội quân Titan vây tụi nó. Để tao quăng cho một quả đá lấp cái cổng thành còn lại, nhốt tụi mày vô trong luôn. Để nó tao leo qua đấm sạch người cho tụi nó khỏi chạy. Ê cu, đố mày bắt được tao. À thằng này láo. Mà mục đích chính của mình tới đây để bắt nó. Mà nó chạy cù mất. Thì về nhà mình bị tử hình luôn quá. Thằng to, có ngon thì đứng lại đó. Mày sợ tao à? Từ lớp 1 đến lớp 5 tao còn chưa sợ. Sợ đâu vui như cái thằng lớp 7 như mày. À thế à? À thế làm sao mà? Chết này, chết này, chết này, chết này, chết này, chết này, chết này. À thằng này láo. Tao hấp dịp mày luôn. Chết này, chết này, chết này. Cút ra ngoài. Hãy đợi vũ khí mới của chính xác đoàn. Phóng lời mù mắt giật dây nổ cái đùng. Quắc quắc lợ lợ. Từ từ đã nào. Ê cuối cùng cái thằng bất tử này đã chết cụ nó rồi. Đứa nào vô kết thúc nó đi. Không, tao sợ nó cắn lắm. Để tao cứu thằng người sắt. Tuấn khỉ ném cho chính xác vào. À đúng là sống dai thành huyền thoại. Thằng này chưa chết. Bất tử cơ mà rờ. Giờ tao đi dù tụi nó. Rồi hóa thành Titan đại hình giết hết cả. Mày tranh thủ nào ốc xuống. Con Titan giáp nó che che cho là sống rồi chứ. Còn mắt mày nhìn thấy tao còn tai để nghe hả? Thậm chí não cũng không còn luôn. Đồ chết cừu tụi mày. Hóa hình thành bom nguyên tử khổng lồ. Thấy cậu rồi. May quá ở đây có con tiếng đồng bảo kê. Hello mấy cưng, tao tới rồi nè. Hơi thở của đá phóng hỏa đốt thành. Ê thằng mặt quần nó đi giết số quân còn lại ngoài thành kia. Mà bộ cơ động không có lại gần nó được. Mày làm cái gì đó đi Eren. Thằng mập đít kia đứng lại đó cho tao. Hả? Sao lại có con mèo quấn chân thế này? Cút ra ngoài. Cứu tao, tao phế rồi mày ơi. Thằng mập này đứng im đó. Tụi tao có phóng lợi sấm sét đây. Ăn thua gì mày. Cụ đành rằm sấm sét đánh bật tất cả. Ê thằng người sắt hồi sinh lại kìa. Tình hình này hết cứu rồi. Giờ sao? Sao là sao? Lại làm sao xử hai thằng lộ. À lộ khổng lồ chứ sao? Tao với thằng Eren sẽ múc thằng mập đi. Còn thằng người sắt để cho tụi mày. Ok. Ủa mà thằng Eren nó xỉu rồi mà cu. Đâm vô tim để kích. Sau đó cầu nguyện cho nó dậy chứ sao. Tao làm nhiều lần rồi. Dậy 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 mấy thằng mập sắp tới rồi kìa. Tao dậy rồi đây. Giờ chơi nó kiểu gì mày? Nghe cho rõ đây, chiến thuật là té tao. Rồi xong con ông. Thằng mặt quần té lò bản học rồi. Giờ chỉ có mỗi thằng tóc vàng. Tao sống mãi với mày luôn. Thì ra là mày chọn làm thịt nướng. Thích tay tả chín đều hay cháy đen. À!
Lạ ta. Đốt còn cháy hơn cả Do Thái nữa rồi mà không bị bung ra. À, thì ra nó bám vô răng mình, bộ phận duy nhất không bị tan theo nhiệt. Thế thì hơi thở mi cay cấp độ 7. Mày sẽ là đứa sáng nhất đêm nay. Ủa, sao đen thui vậy nè? Thôi thay kệ nó, nó chết rồi. Chia buồn. Ủa, sao thằng tiến công nó hóa đá hồi nào rồi? Là 7. Đi chết đi. Cứu chế, hết năng lượng nấu mi cay rồi. Xong xác mày rồi, thằng bé thỏ phản bội. Còn thằng người sắt chưa xong này mày. Chẹo giò nè con. Ây da, cái gì vừa đâm vô chân mình vậy ta? Từ hồi mất não đến giờ mình thấy mơ hồ quá. Tập trung hết hàng, thôi phóng lần vô mồm cho nó chết. Tới đây, tao cần hết. Xa xa. Tao đưa xa xa đi đây. Hai đứa mày tự lo đi. Nó nổ một bên hàm rồi, nhưng mỏm nó vẫn đóng cứng ngắc à. Còn có một viên đạn thôi, làm sao chơi nó bây giờ? Tao còn sống này tụi bay. Để tao. Xong xác nè con. À, xong xác nè con. Ỉa vào mồm mày luôn. Không. Ê, còn tao nữa nè mấy đứa. Chương trình mưa sao băng cày cấp siêu nhanh. Đá này ông cố nội chơi thêm không? Mẹ đang cài mà cứ đưa đá hoài. Ít ra cũng phải nghi thành bột chứ. Anh em chết hết một mớ rồi. Ê, ông là trưởng đoàn mà, giờ làm sao giết chết con khỉ đột ngoài kia? Muốn sống thì phải liều chết thôi. Thằng nào muốn chết thì theo tao, thằng nào không theo thì tao giết. Vô anh em, bắn mù mắt nó luôn. Haha, farm xả láng luôn. Chết cậu tụi mày. Chết, chết tao. Haha, thiệt sảng khoái à. Ủa, có gì sai sai? Sao cái đám Titan đần độn xung quanh đi cũng cả rồi. Con khỉ này, mày tới công chuyện mẹ với tao. Thằng ta. Ai sai mày tới đây? Nói. À, con giả vờ câm mà. Nói. Cứng đầu quá ta. À, chưa giết thằng này được. Nó có con Titan mà không lúc phi lắm. Có thằng nào còn sống không để tiêm nó thành Titan ăn thịt thằng này. Ước gì anh đẹp trai Erwin còn sống. Chết mày. Chạy 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 anh ơi anh. Mày em, giết nó. Thằng lùng, mày nhớ cái mặt tao. Hẹn ngày tái ngộ. Khoan đã, tao đã thề với anh ấy là tao sẽ giết mày thằng khỉ đột. Hiện trường vẫn còn một người sống, đó chính là Flock. Anh này hên hên một tí là có Titan khỉ rồi. Tiếc ghẻ. Thằng Amin sắp hẹo rồi Mikasa ơi. Giờ sao? Ê mấy đứa, anh tới xin lại thằng đè bé thỏ. Không được qua đây, ông qua là tôi xin nó liền. Ế, mày là Eren Yeager. Trông mày không giống thằng cha mày chút nào cả. À, hãy tin tao, tao và mày đều là nạn nhân của cha mày. Đi với tao. Ế, thằng Lung. Ế, nó nhảy xuống kia chạy lẹ lẹ em ngựa ơi. Tội nghiệp bé thỏ, số mày đã tận, cái này là nghiệp của mày rồi. Tụi tao ở đây thì chết cả nút. Mẹ, tao hết xăng rồi, đưa đồ của mày cho tao để dưới nó. Ok đại ca. Ế, thằng Amin còn nhúc nhích kìa. Cứu nó, cứu nó. Tới giờ trà tẩn rồi. Thằng bất tử kia, tụi tao đã chặt hết tay chân của mày rồi. Giờ có khai hay không khai? Khai lắm. Rõ là có thằng nào tè bại gần đây. Trả lời vào trọng tâm. Xem ra cái mỏ mày còn cứng hơn cả bộ giáp nhỉ. Dạ không. Giờ đứa nào đi xin lệ với ống tim Titan đi. Chúng ta sẽ hóa Titan ăn thịt thằng Titan này. Ai cho mà ăn? Trời, tí chết. Cứu được thằng Rainer rồi. Về nước thôi. Thôi thôi đừng dí. Dí nữa người chết là chúng ta đó. Mấy cái máy đu dây này sắp hết xăng rồi. Anh Lệ, đưa ống tim Titan đây. Ta cần cho thằng Amin ăn thịt bé thỏ cướp lấy Titan đại hình và cứu cái mạng nó. Ok. Nè cô. Ê từ từ mấy mày. Con quỷ Erwin còn sống nè. Giờ trưởng đoàn ở đây không cứu mà còn cứu ai. Ok tập cứu Erwin. Đừng mà anh. Điếu. À thằng lùn này. Mày nghe lời Groot tao đi. Đưa ống tim đây cứu thằng Amin. Cái con mặc quần này mày làm vậy là chơi đánh đó. Chúng ta đã mất mát quá nhiều rồi. Thứ duy nhất cứu được chúng ta chính là ác quỷ. Ngoài gã trưởng đoàn ra làm đếch gì có ai đủ ác để làm điều đó chứ. Trời ơi, nó nói nghe có lý vãi. Cãi không được luôn á. Bỏ đi em gái ơi. Thằng Lung, team chơi win lẹ lên trước khi tụi nó đổi. Ok, một liều cho anh trai. No, team cho thằng kia đi. Tao mà sống dậy là tao bị ám ảnh cả đời luôn á. Erwin. Hình như tất cả chỉ là giấc mơ. Ủa, tay chân teo đâu? Còn gì bên cạnh kia? Trời ơi, cứu tao, trời ơi, các bạn ơi, cứu mình với, trời ơi, Andy Rina, cứu tao. Đâu, sáng rồi, nay ngủ một giấc sâu quá ta. Ủa, sao con này bị thương nặng vậy? Nằm một cục rồi. Amin. Sao tao đếch nhớ gì nhỉ? Mày vừa ăn tươi thằng bé thỏ đó con. Dĩa yeah, hả? Sao lại chọn tôi mà không chọn trưởng đoàn? Lệ Vi chọn đó mày. Tao thích dạy được chưa? Ồn quá, cầm mồm hết coi.
Giờ 4 người tới căn hầm nhà Eren. Còn 4 người ở lại đây canh con xa xa. Nó ngủ mơ nói bậy thì vả vô mỏ nó cho tao. Nhà mình này các bạn, chào mừng tới nhà mình chơi. Ba mẹ mình không có nhà, đợi tí mình đào cái lỗ đã. Tới căn phòng bí mật rồi, để đó tôi mở cho. Ủa, đếch được. Hết hy vọng rồi các bạn ơi, chả vào được. Ngu ngục. Trong này đếch có gì cả các bạn ơi. Ê, ở đây có lỗ khóa nè. Đếch có gì thiệt nè. Giữ ngăn có cái nắp này mày. Cùng mở cuốn sách này ra nào. Đó là bí mật về một thế giới bên ngoài. Những người được mệnh danh là nhân loại cuối cùng còn sống sót, thật ra là một đám người có thể hóa Titan gây hại cho thế giới. Họ từng cai trị thế giới hàng nghìn năm, nhưng bản thân họ bị nhân loại ghét bỏ. 100 năm trước, nhà vua Caffrid đã dẫn các thần dân của mình về hòn đảo này, dùng sức mạnh Titan xây dựng tường thành, tạo ra Titan đần độn để ngoại bất xâm nội bất nhập, sau đó tẩy não toàn bộ người dân cùng fan coi phim như họ là những nhân loại còn sống sót cuối cùng. Còn những người Eldia sót lại bên ngoài thế giới đã trở thành tầng lớp người ở đáy xã hội, chỉ có thể làm nô lệ và bị đày đọa không có quyền công dân. Cha của Eren đã tham gia vào tổ chức phản động mang tên là Eldia Tân. Tuy nhiên, ông đã bị bắt rồi bị đày lên đảo hóa Titan. Nhờ vào cơ duyên xảo hợp, ông đã được cứu sống và có được Titan tiến công. Sau đó trà trộn vào trong đảo truyền Titan tiến công lại cho thằng con mình là Eren, mong nó sẽ thay đổi tương lai một cách tích cực tươi sáng hơn. Câu chuyện tóm tắt ngắn kết thúc rồi. Còn đây là chương trình trao huy chương chiến công cho những người còn sống sót. Tất cả đều được lên chức sĩ quan. Eren, mày hung tay tao đi. Ok. Á đậu, đây là tương lai sao? Sao tương lai gớm vậy? Thật là u tối, đều là một tay mình gây ra sao? Những con Titan còn sót lại đây sao? Giết hết, giải phóng cho Faradin. Trở về Shigashina bay ơi. Bao nhiêu năm rồi mới được trở về lại quê cha đất tổ. Đi khám phá vùng đất mới nào. Nghe đồn ở ngoài xa có biển đó. Thứ được ghi chép vào trong truyền thuyết. Titan tụi bay ơi, giết nó không? Đừng, đồng bào ta đó. Cũng không hại gì, thả nó đi. Biển, biển nè. Wow, có muối để ăn rồi, đồng bào sẽ không bị thiếu iốt nữa, thật là hạnh phúc. Trận chiến chỉ mới bắt đầu thôi. Kẻ thù thật sự, ở bên kia đại dương. Bạn muốn kiếm thêm tiền bạc hoặc thẻ nạp game chỉ thông qua việc chơi game mà mình ưa thích, như Free Fire, Liên Quân, PUBG, nuôi thú đẻ tiền. Quan trọng là không phải nạp bất cứ đồng nào vào cả. Bay đã test thử và rút tiền thành công thông qua ứng dụng X-World trên CH Play. Ngoài ra nếu nhập mã giới thiệu từ Bay, bạn sẽ nhận thêm 10 đồng token ngay từ ban đầu và có thể rút tiền về Momo luôn ngay sau khi đăng ký ứng dụng. Các chiến binh Titan của chúng ta đã bị đánh bại. Bọn trên đảo làm phản rồi. Chúng ta đã mất đi Titan đại hình. Phải điều thuyền đi dò thám liên tục tụi này ngay. Cái quái, trên biển mà cũng có động đất hả? Không, đó là anh em Titan đang đi lên. Hello mấy kinh, chào mừng đến với đảo Thiên Đường. Cho thịt hay bịt. Bọn tao thà đầu hàng chứ không chịu chết. Này thì cứng mồm. Mày định làm gì? Bỏ súng xuống. Xin chào. Chúng tôi là đoàn tình nguyện viên đóng giả tới đây hỗ trợ hòn đảo theo lệnh của ngài Zid. Chúng tôi sẽ đem văn minh hiện đại đến khai sáng cái hòn đảo này. Đóng đường sắt, chế tạo máy móc, phổ thông kiến thức. Ngoài ra còn liên kết đồng minh cho mọi người. Mục đích của chúng tôi là tiêu diệt quốc gia Melee. Trước tiên, dùng thứ có thể tạo và bắt sóng đặc biệt mang tên là bộ đàm để dụ lính tới. Alo, tàu chính xác chúng tôi đang mắc kẹt, có thể cứu không? Mắc kẹt kìa cha, tụi mày với ai rảnh cứu? Vô trong đó chết chắc, lừa đúng không? Nghe lời tụi nó đi, tao là đại hình nè, tao năn nỉ họ nó luôn á. Chào mừng đến với Faradis, giờ muốn ăn thịt hay bịt? Thôi xong xác rồi, tụi em đầu hàng. Đây là đồ biển có thể ăn được. Đầu bếp là tù binh người Melee. Ăn có chết không? Nhỏ giờ mới thấy biển gần đây. Ai dám ăn má? Để tao. Con khốn, ăn vậy hết cả phần người khác. Chừa cho bọn tao với. Trời ơi, cái gì mà ngon vậy? Anh tù binh đúng là đầu bếp đại tài. Hả? Nó khen mình hả? Không có gì, thường thường thôi. Tôi là người đại diện quốc gia Hyuro. Xưa kia có mối giao hảo với đế quốc Eldia. Nhờ Zid tuấn khỉ môi giới, tôi đến đây để thương lượng. Ô, cháu yêu của ta, Mikasa, người thuộc gia tộc Ayumabito. Làm gì phải bà? Cháu có thể lột ra cho ta xem không? Sao vậy được? Má tôi dặn chỗ này nhạy cảm không cho ai coi cả. Làm đi Mikasa, hồi nhỏ cậu lột ra cho tớ xem hoài mà. Đây, ôi, logo App Store của Apple. Cháu đúng là người thuộc gia tộc ta rồi, ta nhớ cháu lắm. Chúng tôi đến đây để giúp hòn đảo, chứ chả có thèm muốn gì tài nguyên trên đảo này đâu. Ủa, đây là ai? Tao là đâu? Tao đang nằm đâu thế này? Phim này là phim gì vậy?
Thằng ngu, nằm chờ chết hả mày? Đang ở giữa chiến trường luôn á. Cái này là phim gì vậy anh? Sao lạ khang ri? Là phim Titan, nhưng đang ở bên kia đại dương chứ không phải trên đảo. Ủa tụi mày là ai? Tao đang đu dây chém Titan kia mà. Mày mất chỉ hả? Chúng ta là lính LDA tầng lớp đáy xã hội hiện đang bán mạng cho chiến tranh. Và trong phần này chúng ta là nhân vật chính. Ê chỉ huy, cho phép tôi tháo cái băng tay đáy xã hội đi. Tôi sẽ phá mấy cái xe tăng tự động thủ pháo đài của nó. Mấy cái xe chống Titan đó bị phá thì chúng ta sẽ đột kích vào trong. Ok. Ê, có đứa nào lại gần kia mày? Bắn nó đi trước khi nó hóa thành Titan. Từ từ, nó không phải là người LDA. Đừng bắn tội nó con nít mà. Xe tới rồi, ăn bom nè. Giết nó. Ê, ba cái đạn ghẻ. Titan hàm sắc xuất hiện. Đi chết đi. Titan ngựa cùng dàn lô cứu hỏa lực cả xuất hiện. Giết hết. Đám quân rác rưởi 800 thằng LDA đâu, xông hết cả lên. Rainer và Jit xuất hiện. Thảm mấy thằng LDA lú đã được bơm dịch tủy xuống. Hóa hết thành Titan đi. Thôi xong con ông, quả này tan tành rồi. Kẻ địch mạnh quá. Titan thiết giáp xuất hiện. Càng quét. Giết 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 sạch, đốt sạch hết. Titan tuấn khỉ xuất hiện. Kia là chiến thuyền ngoài xa. Để tao phá hết cho xong trận này. Hơi thở của đá, cơn mưa đạn của thiền xạ tuấn khỉ. Tụi nó bắn bên kia. Con thở con gỡ. Phản công. Hả? Cứu tao. Để đó tao. Thí thì chết. May mà có thằng người sắt ở đây. Cơ mà tao không có cảm động đâu. Ai muốn lao ra ăn đạn chứ? Hộp 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 hộp. Tới hộp mấy ông ơi. Tóp tóp nước ngoài nó đang ầm ầm lên thằng người sắt bất khả chiến bại của mình bị bọn Trung Đông bắn cho nát bét kìa. Rồi tụi nó khen tụi kia lên tận mây xanh rằng loài người đã thắng. Rõ là mình thắng mà tụi nó nói chuyện kiểu mình thua đến nơi ấy. Xưa giờ Titan nhà mình vô địch chiến trường. Cơ mà chúng chỉ chạy loạn dưới mặt đất thôi. Đấy đã bảo mà không nghe. Xưa giờ vì Titan mà nước mình có nâng cấp khoa học kỹ thuật quân sự méo đâu. Giờ tụi nó chuẩn bị chế mấy cái máy bay bay như chim thả bom các kiểu tới thời mạt thế rồi chứ sao. Mấy ông lo vơ vét rồi mua đất gửi con cháu nước ngoài kiếm quốc tịch trước đi còn tránh được họa. Đết có con Titan nào bay được như chim mà. Mẹ mấy con Titan ghẻ. Tôi có ý kiến. Giờ mấy ông khởi động lại chương trình cướp Titan thủy tổ trên đảo Faradis đi. Giờ có phun sức mạnh Titan thì đám nước ngoài sợ phải thêm vài chục năm nữa. Lúc đó tha hồ mà đè mấy thằng mạnh khác rồi chạy đua vũ trang. Giờ tôi chỉ cần một năm Titan để sống thôi. Thằng kế thừa tôi sợ điếu có khả năng hóa người thành Titan đâu. Nó làm điếu gì có dòng máu hoàng gia như... Nó lộn, cho em nói lại. Nó làm điếu gì có năng lực kỳ diệu như em. Hãy cho em đi phục hận mối thù 4 năm về trước. Có một thằng lùn đã sỉ nhục em trên cái hòn đảo đó. Thắng rồi, về nhà quẩy thôi. Mọi người lại tung hô con bé em rồi. Con em gái của tao là ứng cử viên đắc giá thừa kế Titan thiết giáp đó. Sao mày phế vật vậy cu? Ông đừng có nói sóc óc tôi. Ba cái con Titan ghẻ. Gì mày? Phản quốc hả? Tao báo chính quyền Chu Di cửu tộc nha mày. em giỡn thôi anh trai. Con bé nó crush em mà. Em sẽ lấy được Titan thiết giáp cho nó khỏi bị nguy hiểm ấy. Khốn. Tại sao mình lại có thể thua con nhỏ đó được chứ? Ê cu, lại đây biểu gái. Sao anh trai? Tao vừa chột vừa cục không về quê hương được. Mày giúp tao gửi cái thư về đảo Faradis cho đồng đội tao tới đây quậy cái chỗ này cái. Ok anh trai. Ê mày, trông mày khả nghi lắm. Đừng có dù nó cẩn thận đi tù tan cửa nát nhà nha mày. Á đâu, ông nội tôi. À, là ông nội thiệt ta. Vậy nhà ông chắc hạnh phúc lắm nhỉ. Còn cháu ông đâu? Lỗi của tao. Ăn cơm đi mấy đứa. Mỗi đứa ăn 3 tô cơm rồi đi ngủ. Nhắc tới ăn 3 tô cơm mới nhớ. Con buồn quá má. Nhiều người đang xem cái video này mà chưa có like hay đăng ký kênh. Flop quá trời quá đất luôn. Hả? Trên đời lại có chuyện như vậy sao? Hả? Xin lỗi vì đã xem chùa. Đăng ký kênh liền. Thưa quý ông quý bà, bữa sau sẽ là buổi diễn thuyết tấn công hòn đảo Faradis. Dòng họ Tiber chúng tôi dù cũng là người LDA, nhưng không cùng dòng máu với lũ ác quỷ trên đảo. Mong mọi người đến tham gia chơi cho vui. Ông lừa tụi nó phải không? Cuộc sống mà fan. Tôi dù bọn quan chức quý tộc thế giới cùng quân đội cấp cao tù là chỗ cách ly người LDA. Cái mục đích chính á, để dù bọn trên đảo hóa Titan tấn công. Nếu mà tụi nó quậy, ông hãy tranh thủ điều quân bao quây xung quanh, tiêu diệt lũ xâm nhập. Tiếp đó toàn thế giới sẽ phẫn nộ mà đưa quân đi đánh hòn đảo. Ông làm vậy rất mạo hiểm. Ngay cả ông sẽ... Kìa mẹ tôi. Ngay diễn thuyết tới, mọi người đã đến đông đủ. Và Willy Tiber đã kể về tội ác của người LDA trên toàn thế giới. Bọn LDA nó ác như chó luôn. Suốt 2000 năm chúng xâm chiếm thế giới, coi loài người như là nô lệ. Số người bị chúng giết xưa giờ gấp 3 lần dân số toàn thế giới hiện tại. Nhân loại đã lầm than quá lâu rồi.
May mà chúng đã bị cô lập trên hòn đảo Faradis trong suốt cả trăm năm. Nhưng mỗi người đã quay trở lại. Và rằng giờ đây chúng đang từ dưới lòng đất chui lên với con Titan Thủy Tổ. Tôi yêu cầu toàn thể thế giới hãy cùng với quốc gia Melee sang phẳng cái hòn đảo quái quỷ đó. Anh Ren ơi, đi qua đây với em có cái này hay lắm. Đang diễn mà mày đi đâu giờ này? Ê, đi đi, còn ít thời gian nhanh mà còn về. Hình như là thằng em tao hẹn gặp mày đó. Qua đây anh ơi, em có bất ngờ thú gì vậy anh? Anh thích gặp bạn cũ không? Hả? Nhỏ giờ tao làm méo gì có bạn. Bạn bị mấy thằng trên đảo thịt cả rồi kìa mà. Chào bạn Rainer, 4 năm rồi không có gặp. Bạn có khỏe không? Ok đệt, Eren! Làm gì mà sồn sồn như chó cắn chồn vậy bạn yêu? Ngồi đó đi nào, tối nay chúng ta có nhiều kỷ niệm để tâm sự lắm. Mấy anh tâm sự nha, em đi ra có việc á. Mày đứng đó, anh cũng có nhu cầu tâm sự với mày. Rainer à, bạn cũng đừng có đi nha. Trên đầu chúng ta là cái chung cư có rất là nhiều người. Bạn mà đi là họ sẽ buồn lắm đó. Ô, tay anh chảy máu kìa anh gì cơ. Em đi gọi siêu cấp ké nha. Kệ mẹ tao, đứng yên đó. Bỏ mẹ rồi, nó hóa Titan đó. Bạn ơi, tôi xin lỗi, tôi ngu quá mà. Ngày xưa lẽ ra tôi không nên làm như vậy, hãy tha lỗi cho tôi. Bạn hãy vì tình cảm đôi ta mà tha cho mọi người ở đây một mạng. Tôi đã quỳ sẵn xuống ở dưới đây rồi. Ok bạn ơi, bạn đúng là con người có lòng nhân ái. Nhưng cái thằng đang diễn thuyết trên kia đang sỉ nhục đồng bào tôi. Bạn làm vậy khó cho tôi quá. Nào bắt tay một cái thay cho giảng hòa. Ok bạn. Bỏ mẹ rồi mất dạy. Pháo câu năm chỏng mông lên anh bảo kê cho. À, thằng này láo, mày sỉ nhục đồng bào tao, tao thịt mày luôn. Măm măm, tụi mày nhìn cái gì, lần đầu thấy người khỏa thân hả? Trời ơi, con ma to quá, chạy lẹ lẹ lên, cây đổ nhà đổ chết cả bây giờ. À, quân đội à, bữa tao ở chiến trường tụi mày sai tao chạy như cuốn, giờ có xin lỗi hay là không? Vậy đi Udogami, vậy mà đi chết cù cả bây giờ. Trời ơi, Yopia, chạy đi Udo, đám đông chạy loạn cày nát mày bây giờ. Sồn sồn cái gì, đợi tí để nâng cái, chết tôi. Thiệt khủng khiếp, bọn táo quỷ Faradis phải đền tội. Đã đến lúc rồi sao? Tất cả đều nằm trong tính toán. Ngay cả cái mạng của anh hai hy sinh không có vô nghĩa. Đã đến giờ siêu nhân biến hình hoành tá chàng, thủy thủ mặt trăng Tuxedo mặt nạ xuất hiện. À, mày tưởng bố mày là Oroku hay sao mà ngồi chờ biến hình? Chết này. Sau mỗi câu chết này là một cú đấm hủy thiên diệt địa, hủy cả dung nhan. Nhưng con này là Titan búa chiến được truyền thừa trong gia tộc Tiber. Nó đâu tầm thường đến như vậy. Lên nóc nhà bắt con gà này. Một búa nữa là đi. Hơi thở của đá thức thứ 9 đập đá ở colon. Ý bớt giỡn, tao lủi đây. Kích hoạt 7 gai chó chân. Anh em bắn nó. Bà nội nó bị phục kích rồi. Đã thành đo nết rồi mà giờ còn ra nông nổi này. Trời ơi, cứu tao. Giết nó đi đại ca, mất thủy tổ là xong, cái không sợ Faradis nữa. Đồ ngu, lòng tham của mày sao thấp quá vậy? Mục tiêu của chúng ta là xâm chiếm thế giới. Thủy tổ là một viên đá lót đường quan trọng. Giờ nó đã tự nộp mạng rồi thì phải bảo đảm cho búa chiến ăn thịt được thủy tổ kia. Sao tôi nhìn thấy không giống vậy lắm? Còn búa chiến tính múc nó chết tươi luôn hay sao ấy kìa. Chết đi thằng to. Vậy là đi đời thằng phốn lạc. Ế, bố mày có chết đâu con. Ba cái thứ gà. Ngon tới giết tao đi nè. Thích thì chiều. Mày có muốn chăn chối gì trước khi chết không? Có chứ. Cho tao nói lời cuối. Phép thuật Winnie, tớ chọn cậu chiều hồi Mikasa. Còn búa chiến kìa, da mày có cứng bằng thằng người sắt không? Không bằng thì chia buồn. Hả? Anh em xông lên, sát. Mày quá, tao bất tử. Tụi này tụi gì giết tao? Ăn bánh chưng lựu đạn siêu phá hoại nè. Tao vẫn còn sống nhăn đây. Tụi bay tụi con rùi mà đòi giết tao. Ủa, mẻ lựu đạn nữa hả? Chết chắc rồi. Mikasa, cậu đến rồi đấy à. Đi về nhà, mày đi lạc lâu lắm rồi đấy. Con quệ kia đã chết đâu mà về. Bắn nát gáy nó rồi kia mà. Có khi thằng người nó không nằm ở trong gáy đâu. Có khi nó nằm ở nách hay ở đít gì đó thì sao? Kích hoạt nỏ thần An Dương Vương. Sự thật chỉ có một. Mikasa, mày đi kéo dò nó đi. Tao sẽ phân tích điều tra xem nó giấu người thật ở đâu. Nếu thành công, tao sẽ ăn thịt được con búa chiến này. Còn nếu thành thù thì bãi. Thường phương bảo kiếm chém trước khỏi sau. Cái con rùi nhặn này, nó đâu rồi? Que dò này con, đuôi mắt nè. Rồi mèo chín đuôi. Mẹ nó lẹ quá. Con Titan này bị dúng sáng à. Cái cọng gì dài dài từ đít nó xuống đất thế kia. À, tao hiểu rồi. Thì ra cái thằng điều khiển ở dưới sân khấu núp góc mua rối. An toàn vãi. Bốn thôi. Hóa hình. Đào khoa đại pháp. Bất di rúng. Thịt nó thôi. Đừng ăn Eren. Gãy răng đó con. Để tao ăn mày trước. Dễ ăn gì con.
Ủa sao cắn không được ta? Tao chặt cái hàm rồi cắn bằng niềm tin á. Hả? Hackerman trong truyền thuyết? Lại còn cả đám này nữa, chúng không hề sợ Titan sao? Tưởng gì, Titan mây bộ đánh từ bé đến lớn cả trăm con rồi. Song sát mày với tao. Cứu chế. Đâu, con Titan ngựa trần chuồng đây đổ thép súng rồi ấy. Xin lỗi vì đã trần chuồng, nhưng ở trong chị mày có mặc quần áo. Rác quá, rút quần, rút quần. Ý, tao còn con này chưa ăn này. Mày ngon mày ăn tao đi. Lên đồ. À, lại bị nó xuyên rồi. May mà tao bật khoa cứng cái tay trước, không thì lò cái bản hồng. Giết Tuấn Khỉ hung thần chiến trường. Tao tới đây tụi bay. Đúng giờ lắm mày. Trời ơi, đại ca Tuấn Khỉ. Cái thằng mặc quần này nó đứng ngay hiện trường. Mà sao giờ mới xuất hiện ta? Giết hết, không cho một thằng nào sống sót. Thằng Titan tiến công bất lực rồi. Hãy tiêu diệt bọn lính và thằng lùn trước. Tất cả mọi người hãy nghe lệnh của tôi. Đừng chết, hãy sống sót. Ủa là sao cha? Ta muốn thịt thằng Thủy Tổ liền quá. Đừng có mà sờn sồn lên. Phe mình làm chùm chiến trường rồi. Lũ chuột đó đã bị dồn vào góc. Nhưng nó đang bất lợi mà xong được tấn công. Hãy nghe lời của chỉ huy dít. Đúng vậy, tao đang lừa tụi mày đó. Tụi mày đứng đấy bảo vệ tao khỏa thằng lùn là được. Tao sợ nó lắm. 1, 2, 3, vô. Đấy, xong xác cả. Thằng Ere không phải là kẻ ta muốn giết. Mày ở đâu ra đây đi thằng lùn. Sắp tới giờ rồi đấy. Sắp tới giờ thật rồi ta. Anh em hải quân chuẩn bị cập bến Liberio. Chúng ta tăng gấp đôi số quân lực tụi ngoại xâm chỉ có ăn mức. Ăn đồ vui. Ủa, có một thằng đi bè cản thuyền. Thằng kia của Kukuja. Mày có biết tao là ai không? Tao không biết mày là ai. Ác đậu tan tàn hết rồi. Mình thật là độc ác. May con Titan mình không có tai. Khỏi nghe tụi nó chửi hay khóc than gì. Đào phòng, tụi nó phá nát bến cảng rồi. Chỉ có một kẻ duy nhất làm được việc này. Nó là Titan mà bị... Tranh thủ hỗn loạn, xử bọn Titan melee. Tao sẽ giết Thủy Tổ cho tụi mày bất lực luôn. Chỉ huy, thằng hàm mặc quần cay quá chạy mất tích rồi. Kẻ thù lại đang ùa ra đây. Để đó tao. Hả? Thằng Lung, ăn thêm miếng bánh chưng nè mày. Chạy lẹ mấy đứa ơi. Giết chết rồi, tụi nó lại đang vây mình. Tao giết hết. Hôm bữa tao quay ra con súng bíp tròn K98. Đây là lúc để test hàng. Ba mẹ. Này Cát Lõ. Cát Lõ ơi, Cát Lõ mày nói gì đi chứ. Cát Lõ chết rồi. Con nhỏ kia, mày sẽ phải trả giá. Giá bao nhiêu thì thanh toán được mày. Súng của con người này không thể bắn trên đỉnh đầu nó. Anh em thông nó thì chơi xuống. À, Pete, cứu tao. Trời, tao cứu tao còn không xong đây. Pete, sạc. Đừng bắn, làm ơn đừng bắn. Tao múc luôn. Pete, chị có sao không? Mày phước cho mày, tao xì hơi con Titan kịp nha con. Tụi nó tàn lao quánh nhau. Rảnh tay rồi đây, tao ăn thịt mày luôn con nữ. Cho mẹ ơi, gãy hết răng rồi. Còn thiết giáp tao còn cắn được. Mà cục này tao bất lực luôn á. Thôi, bỏ cái xác con Titan này nhảy xuống hóa con khác tính sau. Mang con quể này theo từ từ tìm cách ăn thịt. Nó hết sức rồi, không thể dùng sức mạnh Titan lại ngay được. Thằng chó té xuống lại này đi chết đi. Ai chết biết liền, ngu chưa con. Hả? Trời ơi, chó cắn tay đau quá. Qua chiêu chó cắn, tao còn có cả chiêu mèo cào này. Đau quá. Ê, may mà tao lấy cục đá đỡ kịp ngang. Ờ, cục đá bị toạt ra rồi. Thằng chó dại kia mày làm gì cơ rớt tao. Thằng này nó nhanh hơn hẳn Titan hàm của Emir. Thì ra là con hàm. Tao hiểu rồi, sức mạnh của nó mạnh hơn cả hoa cứng. Hả? Khinh khí cầu tiến vào thành phố. Tụi nó muốn tẩu thoát ư? Tao cho toàn bộ rớt xuống đất chết cả nút luôn. Muốn đi thì bỏ cặp giò lại. Có sát khí, xong xác tao rồi. Chưa hết quy trình đâu cưng. Còn tao nè, đánh cho như thịt ăn mới ngon. Bứt cả hai cánh tay cho nó an toàn. Tiếp theo là nhét cục đá vào mồm. Kích hoạt máy xay sinh tố. Mời cả nhà uống nước dừa nha. Thơm ngon mời bạn ăn ngay. Tiếp theo là cơm dừa. Để đập bể cái gáo dừa đã. Ngon ngay, ăn thôi. Dừng lại. Tao là thiết giáp bán hoàn hảo. Thiết giáp giờ tuổi gì đánh với tao. Vỡ mồm này. Ủa, nó giật lấy thằng hàm từ lúc nào rồi? Thôi đi về, cạn sức rồi. Tham thêm hai con Titan nữa có khi mất cả cái mạng. Tác giả bảo thằng người sắt nó bất tử. Có muốn ăn nó bây giờ cũng vô ích thôi. Mọi người bay về thôi. Chúng ta đã toàn thắng rồi. Phe mình chết một mớ thằng. May mà ba đứa mình méo ai chết. Đứng lại đó mấy thằng chó. Đứa nào muốn chết hả? Hả? Là một đứa con nít thôi sao? Này thì nít này. Thằng cha này nổi dày với khinh khí cầu. Tao đánh tới hai ổ tụi nó luôn. Mày điên hả Gabi? Đừng đi. Phao câu, mày thả ra ngay. Tụt quần tao bây giờ. Tao không thả, có chết cũng không thả. Mày giờ thả, tao chết chắc. Tất cả tụi mày đi chết đi.
Xa xa! Đánh chết mẹ hai đứa nhãi con cho tao! Đây là hai đứa lén lên tàu giết chết xa xa. Mấy ông coi xử làm sao xử đi. Đâu? Sao lại có chỉ huy ở đây? Tao phản bội chứ sao? Bất ngờ chứ con? Thằng khỉ đồn này, tao đã thề với anh Erwin sẽ giết mày. Hãy chờ đấy. Nhẹ nhàng chút đi anh trai. Về Faradis thì mày và thằng Eren, một thằng vào tù, một thằng đi cách ly xã hội liền. Họ phải lăn tăn nha con. Còn tôi thì sao hả ông Lệ Vi? Lệ Na đó hả? Mày là đàn em của Dích, theo lý thì đi tù luôn. Cả cái đám tình nguyện viên đàn em tụi mày nữa. Nhưng hiện tại sẽ có công với cách mạng mới cần cho kế hoạch sau này. Hiện tại mày được tự do, về đảo mới phải đi tù. Mà một thằng hero sồm khỉ đột như mày diễn cũng ra gì đấy? Phản bội mà đóng vai tấn công giả chết y như thiệt. Tí là tao suýt chết luôn đó. Anh đừng có lường tôi như vậy. Tôi đã ra quần ngay bây giờ đó. Mà anh diễn cũng ra trò gì đấy? Cứ như là muốn giết tôi thật. À, tao làm thật đó mà xui không chết. Các mày, xa xa hẹo rồi. Hả? Cô ấy nói gì trước khi chết? Thịt. Ê, ở hiện trường chỉ có xác con khỉ với mấy đoạn tay chân. Thằng cha dít mất tích rồi. Thằng này, nó phản bội rồi sao? Mấy đứa em tôi đã bị chúng bắt lên đảo rồi. Bình tĩnh, từ từ tính. Bình tĩnh theo quả nào được. Đi báo thù thôi. Cày nát hòn đảo, cứu mấy đứa em. Về quê rồi, hai đứa này xử sao? Cho vào tù, 18 tuổi xử oán hết cả. Ai, ở trong tù chán quá bay. Đã vậy còn cô nam quả nữ ở chung phòng. Con nít mà cũng bắt đi tù sao? Lũ ác quỷ ác gì tỏ. À chết tao rồi, tao bị uống ván rồi. Gabi, mày bị sao vậy? Gì đó mấy đứa? Con em cháu tự nhiên nó bị sida rồi chú. Sao tự nhiên là bị sida? Cháu có sao không? Chú đưa cháu đi bệnh viện nhé. Sida mẹ không? Chết này. Gabi, thôi. Dừng hộ cái. Chạy lẹ đi con kịp. Nhân nhường với kẻ thù là ác với chúng ta. Mày chạy làm cái quần gì, có thoát được cái hòn đảo này đâu. Cái mẹ tao. À mấy cái đứa lang thang. Tin tao giết mày không? Tụi mày mồ cô đúng không? Tao cũng hay coi Naruto. Về chỗ tao uống trà xanh matcha đi. Tụi mày vô đây cô chú nuôi hết. Mai còn được đi ăn nhà hàng free đó. Mấy anh chở tôi đi nghỉ dưỡng hả? Công tôi vụ này là lớn lắm luôn đó. Mày làm tao mắc ỏi. Tuy nhiên vì mệnh lệnh, tụi ta sẽ đưa mày đến khách sạn cao cấp nhất vùng. Chào mừng đến với khách sạn nghìn sao. Chớ ủa, mày sẽ sống ở đây cho đến ngày cấm mệnh lệnh mới. Mày thử hóa Titan phát tao coi. Thấy cái cảnh liền. Chiến đấu đi. Cái thằng này, đi tù rồi mà hăng máu dữ mày. Kệ tôi, ai muốn bà quan tâm, bà coi chừng tôi đó. Đám tình nguyện viên này, tụi mày theo phe Dít và Eren, vui lòng đi tù chờ ngày rõ ràng rồi thả. Tụi em có làm gì đâu mấy anh. Đi tù là đi tù, của cả tiền bạc huyết Titan gì đâu, nộp hết ra đây. Thả Eren. Anh ta là anh hùng dân tộc. Đã đảo. Cút chưa. Mấy cái thằng tần binh này, trong số tụi mày có đứa lít thông tin Eren đi tù ra ngoài. Là thằng nào khai mau còn kịp. Để thích khai. Thế thì đi tù cùng tụi mày hết đi. Ông cố nội, cho tụi tôi gặp Eren xíu đi. Thằng đó bạn tôi mà. Để được, nó thành thằng phản động rồi. Tao sẽ không nói cho tụi bay biết. Là tụi tao sẽ cho thằng khác ăn thịt nó để lấy Titan thủy đỏ đâu. Đi về đi. Ồ, cái ghế này nhìn quen. Ghế tra tấn phải không ông? Đừng có hiểu lầm. Ghế massage đời mới tao nhờ mấy thằng tân binh đem lên thôi. Lượn đi cho nước nó trong. Ghế massage hả? Cho chúng tôi ngồi thử được không ông? Lượn nhanh còn kịp. Cha này keo quá, có cái ghế cũng không cho ngồi. Thống tướng, chúng tôi muốn ngồi ghế massage. Vào đi. Mất dạy. Mày đi đâu vậy Mikasa? Tao vô ngồi thử. Hả? Bạch. Đáng đời quân gian ác. Trời, tí thì hẹo. May mà chưa có vô ngồi. Xém thì thành Gojo như ổng luôn. Họp đảng bộ gấp. Vụ này thằng nào làm? Tôi không biết. Mấy đứa làm tình nguyện ở tù hết rồi. Thằng da đen này ở với tôi cả ngày. Nó làm chứng cho tôi không liên can. Tụi em có ở hiện trường, xin ngồi mỗi cái máy massage thôi mà không có cho. Sau đó tự nhiên cái bầm. Cấp báo. Eren cùng đám tân binh vượt ngục cả rồi. Chào mừng bà đến nơi nguy hiểm nhất thế giới. Lần này chúng tôi mang theo cả những phi cơ. Thứ có thể bay được bằng băng phách. Thứ nhiên liệu đặc biệt của hòn đảo này. Mời bà vào trong. Nghe tụi tôi cãi lộn. Giờ loạn lắm rồi nè. Mikasa cháu yêu, đừng có mà bán mạng cho cái tụi ngoại tộc này nhé. Dì hai ở ngoài bến cảng, thấy động là con chạy ra đó liền ngang. Dì đưa con về thẳng mẫu quốc. Đấng Eren gia đáo. Tụi tôi đã chuẩn bị hết rồi thưa ngài Eren.
chúng ta sẽ lật đổ chế độ quân phiệt, phục hưng lại chế độ phong kiến. Anh em nhà Jiger vạn tuế, đế quốc Tân Eldia vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hôm nay là ngày ăn nhà hàng free, ăn đi các cháu yêu, ăn như chết đói cũng được. Hôm nay thằng đầu bếp nó bao ngon vãi, nhỏ giờ mới ăn cái gì ngon như vậy luôn á. Ê, ông đầu bếp là người nước mình, quá hú ổng tìm cách về nước rồi trả thù mấy thằng ở đây đi. Ây da, cháu mắc ỉ quá, phải đi ngay. Thằng nớ cần cháu hỗ trợ đi ỉ, cháu cũng phải đi. Đây ỉ hướng kia, đây là nhà bếp mà mấy đứa. Bọn em không đi ỉ, anh Nicolo. Bọn em là ứng cử viên chiến binh Melee, chúng ta hãy lường đi mà còn kịp. Melee sẽ phá nát cái hòn đảo này nhanh thôi. Tụi mày tới đây có giết ai không? Một em gái quân nhân chẳng hạn. Dẫn, em giết nó chứ ai, bắn cái bùm. Cảm ơn cái bi. Là mày hả? Chết con mẹ mày. À, ông bà nhìn đây, hai đứa này đã giết xa xa con gái ông bà. Nguyên nhân mà tôi bao bữa ăn ngày hôm nay. Con dao đây ông chủ, ông muốn xử nó không? Tụi tao có súng đây, tất cả mọi dao xuống. Tụi mày làm phản hả? Tao là sĩ quan quân đội đấy. Vô nghĩa, đảo chính rồi. Tao là đại tướng quân của Eldia Tân đây. Có cả nhà vua Eren ở đây nữa. Tất cả đi vào tù. À không, Han, mày phải đi với tụi tao để tìm người giết Tuấn Khỉ. Eren, sao mày ra nông nổi này? Come on, Mikasa, từ xưa đến giờ mày chỉ là một con nô lệ mà thôi. Come on. Ủa, cái quần què. Tuổi gì mà chơi anh. Cho tụi nó đi tù hết cho anh. Chào mừng đến với khóa huấn luyện tân binh mới. Chúng ta sẽ được học các kỹ thuật chém Titan. Tụi mày bị ngơ hả? Sao cái mặt đần thúi ra vậy? Con già này lỗi thời quá. Giờ này có ai đánh Titan méo đâu. Kẻ thù ngoài kia là hàng tỷ người khác kia mà. Im mồm đi ông già. Thời thế thay đổi rồi. Chỉ có đấng Eren mới cứu được chúng ta. Nó hay lắm em. Chào ông già. Lính của ông tuyệt quá. Giờ chúng là của tôi. Chào mừng đến với đảng Jiger. Mày biết phân biết thần đấy Flop. Mày méo cầm súng chỉa vào đồng bào thì nói đến ai thèm nghe. Tao sai rồi, tao xin lỗi, được chưa? Các em theo tôi, chúng ta không chiến đấu cho quân đội, không chiến đấu cho chế độ, mà chiến đấu cho người dân, chiến đấu cho vận mệnh hòn đảo dân tộc chúng ta. Ai theo tôi giơ tay lên, ai không theo thì giết. Hiến mạng chỉ để cho vui. Hiến mạng chỉ để cho vui. Tốt, ông này làm thầy hơi bị lâu rồi. Hãy làm gì đó chứng tỏ bản thân đi. Để đó tao mốc hết. Bọn này tưởng con rồi. Ở trong rừng, anh Lệ Vi, cuốn sách này tôi đọc 20 lần chán lắm rồi. Có cái gì đổi không? Không có, cút đi. Thằng Lung, mày sẽ phải hối hận. À! Mấy em bé bự với thằng Lung đó cho anh. Hả? Hóa Titan ư? Nhưng họ có dấu hiệu gì đâu. Thì ra là thùng rượu mới thằng đẹp mình uống có pha dịch tủy Titan. Bỏ chạy rồi. Varric, cậu còn ở đó không? Đồng đội của tôi ơi, tôi xin lỗi. Thằng Lung ngu học chết chắc rồi. Tao nói xạo mà nó cũng tin. Các em hãy nhanh đưa anh ra khỏi khu rừng. Chết mẹ tụi mày. Bỏ che rồi. Đừng có mà giỡn với tao. Hay à, chết mày, chết mày, chết mày. Chết mày này con. Thằng mặc quần râu sồm khỉ đột xuất sinh khốn nạn bốc mùi chó chết. Mày đi với tao. Mày không được chết nghe râu sồm. Tao thương mày lắm. Cổ của mày được buộc dây với thương xét. Nhúc nhích ngọn cụ tỏ liền. Dù không muốn làm mày đau, nhưng tao buộc phải chặt chân chặt tay mày để mày không còn sức khoái Titan. Để tăng tình thương mến thương, thay vì chặt phăng tay chân, thì tao sẽ thái mày ra thành từng miếng mỏng ngang. À, má mày. Cái này là sống không bằng chết, chi bằng chúng ta chết chồm. Thằng to. Tao lại hóa thành Gojo rồi. Phim này có nhiều Gojo quá. Đã đến lúc để ra đi rồi. Ôi giấc mơ của tao. Ngài chưa chết được đâu. Tôi là con Titan bị bắt đầu lúc nãy nè. Ymir sai tôi đến để thịt ngay. Đằng kia có cái gì nổ cái đùng kia. Qua đó xem đi bay. Ủa ngài giết. Anh Lệ. Anh Lệ Vi. Tụi nó lơ rồi. Tẩu Vi thượng sách. Bắt nó lại. Bắn thấy cụ nó đi. Tao vừa từ trên thiên đường về, rất khỏe và đẹp trai. Ủa chứ cái đám ngày hóa Titan đâu? Đám đó chết hết rồi, không có ai cản đường nữa. Thôi chúng ta hãy bắt đầu kế hoạch của mình. Mấy ông đã uống rượu chứa chất dịch của ngày giết rồi. Giờ ông hú phát hóa Titan ngay.
Chính quyền đảng Jiger cũng đã chiếm toàn bộ. Giờ mấy ông tính sao? Còn tính gì nữa mà tính? Quân đội Melee đến thì cho di tản người dân Shigashina thôi. Tụi ta sẽ chiến tới cùng. Đằng nào chẳng phải chết. Amin, Hỏa Titan đưa tụi này ra tù đi. Trong này chán vãi. Bài dôi, tao Hỏa Titan xong tụi mày thành người Do Thái cả. Mà cả cái tù hay cái thị trấn này cũng méo còn. Rồi chuyện mày đấm nhau với Eren nó như nào? Nó sỉ nhục Mikasa. Cái tao bút nó luôn. Nó đấm lại. Phe nó đông với có súng để tao nhường đó. Nó sỉ nhục em Crush tao kiểu gì? Ổn mà. Im mồm, bố không thấy ổn. Thế nó nói gì? Nó bị điên rồi mà mày. Tao nghĩ nó có ý đồ đó. Thằng này đầu nhiều sạn chứ không phải đầu ngu đầu đất mấy đâu. Chào mấy cưng, thiệt là buồn khi phải gặp nhau sau son sắt thế này. Ray, thì ra mày là thằng chỉ điểm cho tụi nó bắt tụi tao. Mày bị ngu hả? Mày quên mày là người Melee sao? Chính mày là thằng phản bội theo phe ác quỷ. Cả ngày cứ lại nhảy về một con quỷ bắt quần khoai tây chết tiệt. Thằng chó, tao mà ra được tao đánh thấy cụ mày. Tao nói mày nghe, con điếm bẩn thỉu đó là hậu duệ của Đông. Xin lỗi vì sự thô lỗ của thằng gia đó. Hắn sẽ ổn thôi. Ở một căn tù khác. Họ lá quỷ kia mà. Tại sao mình lại? Cúc cô, hello con nhãi cô đơn đã giết xa xa giữa trời đông lạnh giá. Bết, ông muốn gì? Muốn cứu thằng phao câu không? Muốn thì giúp tao cái này nhé. Hả? Áo giam à? Nhìn hắn không giống Minh Béo lắm. Giúp thế nào? Có đau không? Dễ lắm, chỉ cần xoẹt. Đứng im nè em trai, nhúc nhích là xúc xích liền. Chị biết. Gabi, cầm mồm đừng làm ồn, lấy súng chĩa vào đầu thằng này cho chị. Còn thằng cu kia, bỏ tay ra khỏi quần. Không thích thì sao nào? Thì bầm, đầu phù văng tung tóe chứ sao? Không kịp cả biến hình đâu. Ủa, vậy ngon thì bắn đi. Mưa thì mưa luôn chứ sấm chớp đồng đồng à. Nè, chỗ này nhiều máu nè, nhanh đi mà còn kịp. Bố mày nhìn thấy trước tương lai và tuyên bố mày thử con rùa nhé. Bắn đi. Ê, không ngờ gặp phải thằng liều. Tao bắn! Gabi, bỏ súng xuống, bỏ nó ra khỏi đầu người đàn ông này. Nhiệm vụ của mày là cướp Titan Thủy Tổ. Mày mà bắn tao là bị trừng trị vì tội phản quốc liền. Không chỉ vậy, cả nhà mày ở khu tập trung cũng bị xử tập thể luôn. Thôi anh trai, giỡn chơi chút xíu mà làm quá à. Em đầu hàng được chưa? Anh muốn làm gì em thì làm đi. Nói về em theo Melee vì gia đình có dịch vụ y tế tốt hơn thôi. Nếu anh phá được cái Melee thì em theo anh luôn. Bà nội nó, ông giết đã phản rồi, giờ tới lượt bà. Tôi bắn bỏ bà luôn. Gabi, mày là người LDA hay người Melee? Có não thì phải nghĩ chứ bé. Chúng ta là người Melee danh dự. Ngu học. Chúng ta là thần dân Ymir. Chúng ta đều có khả năng hóa Titan và bọn chúng dè chừng điều đó. Nếu hết giá trị lợi dụng, chúng ta đều sẽ bị giết chết, hiểu chưa? Ê, tôi cảm động rồi nè. Cô hãy chứng minh điều mình nói đi. Nếu không tôi sẽ hóa Titan giờ đó. Lên mái nhà đi. Tôi sẽ chỉ cho cậu vị trí các đồng đội của tôi. Ok thôi, tao sẽ còng tay hai đứa mày lại. Nếu mày lừa tao hay biến hình, con nhỏ kia cũng sẽ đi đời. Yên tâm đi anh trai, em hành động kỳ lưỡng lắm. Ngu như anh sao mà đoán được. Ê, hello mấy cưng. Poco, tỷ hóa Titan ăn thịt Eren nha. Ok cưng. Hello Yelena, cả bộ râu giả rồi à. Nè, câu giờ quá. Chỉ nhanh đi, kẻ thù đang ở đâu? Kẻ thù ở sau lưng ngươi kia. Giỡn hả con nhỏ này? Tao đâu có giỡn con mì châu nào theo sau lưng. Tao nè mày. Đệt cục chân rồi. Hóa hình. Nhìn này Gabi, nãy giờ lừa nhau không đó? Quân của chúng ta đã đến rồi. Chiến tranh bắt đầu. Coco, chặt cho tao cái xích. Dễ thôi. À má mày, tay của tao. Đâu vậy? Cút khỏi đây thôi Gabi. Nhìn cái gì? Lo cho cái mạng của mình đi. Hổ nè. Thôi tao xong việc rồi, bye bye Fly. Đám Melee đã tới rồi. Thiết giáp cũng đã tới rồi. Hôm nay tao sẽ giết sạch, đánh cho đã. Ok Eren, tao tới đây. Yo! Thiết giáp đã đánh tiến công rất là nhiều, nhưng cậu ta đỡ được sạch. Cậu ta còn có hóa cứng lẫn võ công cao cường. Anh người sát giờ đây chẳng khác gì cái bao cát cả. Chết cha mày! Toàn công bu chiến để chân hả con?
ba cái gai ghẻ, thấy cụ mày. Tao chụp được cái đầu nó rồi, 2-1 không chồn cũng què. Mày đầu hàng xong rồi chết cũng kịp đó Eren. Giỡn mãi, bọn mày hay quên tao có tiên tam mũi chiến thế nhỉ. Yo, tấn công bọn xâm lược, cho bọn chúng nếm mùi thứ xét cùng đặc sản kiếm chém Titan. Giết hai con Titan kia đây. 5 phút về trước. Mấy bạn, tôi cần các bạn cứu Eren. Bọn Melee đã đem quân tổng lực tới đây rồi. Mày điên hả? Bị quá gì tụi tao phải cứu? Từ từ đã Connie, nghe anh giải thích phát. Không, không có gì để giải thích hết. Kế hoạch triệt sản là giỡn á. Có cứu hay không? Tôi tin anh, tất cả đều là giỡn. Nào các bạn, lên đồ đi quẩy thôi. Đại ca, em mang con nhỏ Gabi về tới này. Tốt lắm, khẩu pháo đặc biệt đã được thả xuống rồi. Mặc vào đi rồi còn chơi tụi nó. Anh em đều đã sẵn sàng ra chiến trường. Ok đại ca, em mặc rồi làm gì tiếp theo? Nạp đạn, bắn. Headshot. Má ơi, tụi nó có khẩu súng to như con heo. Thương xét bắn sau lại. Xả đạn từ khinh khí cầu nè. Súng trường liên thanh hiện đại nè. À, cây hàng hóa cứng nè. Được rồi thiết giáp, để tao lấy hít đằng con này cho. Tao chưa có full cấp. Lão nè mày ăn. Thằng to. Tao sẽ ăn thịt mày luôn. Giỡn mày, tao bị bắn lũng đầu chứ đâu có phế. Gãy hàm nè con, ai ăn ai chưa biết à. Đùng, bỗng nhiên có một cục đá khổng lồ đập vào đầu Titan thiết giáp cứu nó một mạng. Thì ra đó chính là Titan Tuấn Khỉ đã về kịp. Hắn ta đứng trên tường thành ném đá loạn xạ vào đám đông. Anh thiết giáp ăn ngay một cục cứu mạng. Làm tốt lắm Eren, hãy đến đây với anh. Anh bảo kê cho, thằng nào chơi chú, anh múc hết. Này thì khinh khí cầu này. Này thì Titan ngựa này. Này thì Titan thiết giáp này. Này thì Titan hàm này. Hay quá hai ơi. Yeah, ngày giết tới rồi, vui quá. Ê, tao không nghĩ là tụi nó cần tụi mình giúp đâu. Con khỉ với con tiến công nó phải phay thế kìa. Đúng vậy, cần đết gì tụi mày. Ngày giết là vô địch. Đi vào tù mà thẩm tiếp đi. Ê, đúng vậy, giết vẻ Ren đang giải cứu thế giới. Chúng ta hãy công tích cơ hỗ trợ phá Giga để họ gặp được nhau. Hứ, không người nổi cái thằng đạo đức giả này. Ê, tôi nói bọn Melee, xin các cậu hãy giúp giết về Eren nhé. Tôi tin các bạn. Ước mơ của chúng ta sắp thành hiện thực rồi Eren. Này thì thật này. Ôi khỉ té cây, khỉ té cây. Kệ, thằng trẻ chưa chết đâu. Tao thấy trước tương lai mà. Anh khỉ hãy đợi em. Thằng mặt quân hãy đỡ đó cẩu sức của tao. Mẹ cái thằng hàm lỏ, lây dại thì sao. Chết nè, chết nè, chết nè, chết nè, chết. Mẹ tao rồi. Con ma đã chết rồi anh. Tốt, cho con khỉ một viên nữa cho đất luôn. Anh em hỗ trợ cho đấng không cho nó bán. Cút nè. Con Titan người nó láo quá, xử nó trước đã. Chết nè, chết mày. Ê, xung quanh toàn quân địch, chúng đã bắn nhau y xèo. Đầu phọc, anh khỉ chết rồi sao? Không, tao chưa có chết. Em trai đâu, qua đây nhanh lên. Em muốn hoài lắm chứ. Mà cứu em với anh hai. Không còn cách nào nữa rồi. Tao phải hóa đám ăn dịch tụy ở đây thành Titan cả thôi. Chúng sẽ giúp ta cứu em trai. Ông giết, đừng mà. Thằng em tôi đang chúng chất dịch của ông rồi. Tôi dắt nó qua đây rồi, ông đừng làm vậy. Đồ ngu, sao mày không dắt nó chạy xa khỏi thành mà dắt qua đây làm gì? Tao xin lỗi. Demacia. Hello Fly. Nhăn. Hào câu, mày lại cạp đầu thằng người sắt cho tao. Á đậu, cứu tao. Ủa. Trình cỡ này tao chấp chục thằng. Giỡn mày. Chạy đâu cho thoát. Thằng phao câu. Thả tao ra. Đúng. Giờ là xong xác con khỉ thiệt rồi nè. Giờ tới lượt con thủy tổ. Đi củi nè. Anh em quát nó, đừng cho nó để chân. Ủa, con khỉ chết rồi. Mọi chuyện đã kết thúc rồi sao? Thằng phao câu sẽ kế thừa Titan thiết giáp. Để anh tháo cái giáp cho mày ăn. Hả? Rainer, tao đã biết sự thật khi mày chạm tay vào đầu tao rồi. Rainer, mày không bao giờ có thể thắng được tao. Con hàm này sẽ là của phao câu. Mày thua rồi nha con. Không! Đâu mẹ cha ông có nổi đó cái thằng Eren này. Khóa cứng nè cứng, khóa tay ngang. Thằng khỉ chưa có chết, tao thấy tương lai mà. Tao đi hồi ngộ với anh hai tao đây. Tới đây em trai. Hay lắm, thì ra em đã nhìn thấu được mưu kế mà anh hai bày ra.
tới liền, đứng lại đó. Giỡn mại, đồ bộ không bố đây. Nhanh mẹ mày lên đây ra. Đang tới đừng có hối được coi. Ôi, bỏ mẹ. Thằng đó chết cùng mày với tao. Không. Ơ địch, nơi này ảo ảo thật thật. Hình như mình chết rồi mà hình như mình chưa chết. Chết sống gì em ơi, đây là thiên đường đấy. Lúc nãy em nuốt hai viên vương miện nên giờ đang đi cảnh đó mà. Thiệt hả anh hai? À, giờ đây chúng ta không còn tồn tại ở thể xác nữa, mà tồn tại ở thể trí, thể vía, thể hồn. Thể xác mỗi kiếp chỉ sống một lần thôi, còn lại thể hồn lại khác. Ta có thể trải nghiệm rất nhiều cuộc sống khác nhau bằng việc sống qua vô số kiếp. Tất cả trời đất, con người, vũ trụ, chim môn, vật chất kia, tất cả chỉ là một mà thôi. Ở đây là cõi trên, chúng ta không còn bị giới hạn về không thời gian nữa. Em có muốn quạt vậy Vina House suốt một năm trời mà ngoài kia chỉ chơi qua có một giây thôi. Thích làm gì thì làm. Ủa vậy chứ con nào kia? Con bán đồ ngon đó. Ngày xưa cũng là dân chơi nhưng giờ thành dân buôn rồi. Nhìn này, đồ xinh xịn mịn luôn. Giờ anh em mình ở thế giới này thì muốn làm vua làm chúa gì thì làm. Con bán đồ ngoài đời bá vậy, chứ vô đây anh cho làm nô lệ luôn. Ảo thật đấy. Nào hãy cùng anh đi cảnh ở các thế giới khác, phiêu du vào ký ức của bố chúng ta để thấy rằng ông ta đã từng tẩy não em như thế nào. Không, anh hiểu lầm rồi anh hai. Em không phải là Long Nghiện, em không chơi đâu. Không nghe con Nghiện trên bay, mày đã đặt chân tới đây rồi thì đừng có mà nói nhiều. Đây là em lúc bé. Chà, ông ta cưng em quá nhỉ. Được chơi đùa cùng cha cơ đấy. Lúc nhỏ anh bị ép học như chó điên, chẳng thấy ông bà yêu thương gì. Nhiều khi anh nghĩ mình chỉ là cái công cụ cho cha mẹ mình mà thôi. Ước gì. Đây, đây, đây này. Ông ta hành nghề lang băm cho giới nhà giàu, hòng tìm ra nguồn gốc của Titan Thủy Tổ. Đây mới chính thật là con người của ông. Anh cho em về chứ em hơi mắc đái. Chú đừng vội. Thời gian ở đây là vô tận. Ra ngoài kia mất có một giây thôi. Không ra quần được đâu. Mà có ra quần thật thì chú cũng không biết được đâu. Vãi. Này là ông bố làm việc tới khuya. Này là em đã lớn. Ông bắt đầu tài não em đấy. Sát. Chết mày, chết mày, chết mày, chết mày. Tụi này chết cả rồi. Ủa, chưa đến đoàn tài não mà. Sao hăng máu dữ vậy thằng em? Hình như hơi sai sai kịch bản rồi. Tôi từ nhỏ đã vậy đấy. Chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu đi. Đừng nói nhảm nữa. Đi coi tiếp hành động sai trái của ông bố nào. Eren, chừng nào ba về, ba sẽ dẫn con đi xem bí mật của căn hầm. Thiệt à? Tao không nói mày, tao nói thằng Eren lớn trước mặt tao. Mà thôi, mày cầm chìa khóa đi. Thưa nữ hoàng, bọn tiên ta sắp tấn công vào thành, hãy cứu họ đi. Trong đó có vợ tôi, con tôi, chứ không có thì tôi kè mẹ rồi. Dẹp đi, cái đó là nghiệp báo, chết đáng đời. Hễ thì đừng trách tao. Không, tao không làm được, tao không ác như thằng Eren. Làm đi ông già. Đừng quên em gái ông bị chó ăn và vợ con ông bao gồm tôi sắp chết đó. Chơi đi. Lớn rồi chơi mà nhùng. Đừng có mà khích tao. Chơi. Vô. Chết đi ông già. Hổn nè. Hổn nè. Hổn nè. Láo nè. Láo nè. Láo nè. Bọn mày chạy đi đâu? Phàm những kẻ đã thấy mắt tao đều là người chết. Nhớ thà chồng Rorik nghe ông già. Con bé Historia con gái ổng xinh lắm. Eren. Cha đã giết cả nhà ông rít chừng người cha. Con đã hài lòng chưa? Con ở đó phải không dít? Giấc mơ của con trong tương lai không có làm được đâu. Thằng Eren nó gài tất cả rồi. Cha nói gì vậy? Sao cha thấy được con? Là con sao? Con đã lớn rồi. Cha là một người cha tồi tệ. Cha xin lỗi con. Giá như cha dành nhiều thời gian để chơi cùng con hơn. Cha. Dít, con hãy ngăn thằng Eren lại ngay. Con phía... Eren, mày... Thì ra mày mới là đứa chủ mưu ư? Muộn rồi, tôi là người tự do. Ymir, mau nghe ta. Đi cắt chim cái giống nòi Eldia đi. Nhanh lên còn kịp. Còn phía... Ymir, nghe anh nói nè. Đừng có mà dễ dãi nghe lời người ta nói. Không phải ai nói gì cũng nghe chưa. Ngoan, tối về anh dẫn đi ăn thịt chó. Ok Eren, tôi là của cậu. Vậy đưa sức mạnh thủy tổ đây lè lè lên. Không. Eren bạo chúa xuất hiện.
10 triệu em Titan, hãy phá mọi bức tường cùng ta đi phá hủy thế giới này. Không Gabby! Kết thúc rồi, Eren sẽ thảm sát toàn thế giới. Thôi đừng có ồn, đưa thằng nhỏ này đây. Tao sẽ đem nó cho mẹ tao ăn. Mẹ tao sẽ là siêu Titan hàm ngầu nhất nhân loại. Hello Fly! Bye bye mấy cưng. Không giữ kịp nó rồi, chúng ta phải xử lý hết đám Titan này đã. Là ông đó ư? Xin lỗi ông. Mọi chuyện đã xong rồi, vinh quang sẽ về với người Eldia. Yelena, đám tình nguyện viên chúng mày sẽ bị bắt một lần nữa. Mày, theo Eldia hay là chết? Tao thà đầu hàng chứ không chịu chết. Đùng, già mồm này. Ủa, hình như cái gì đó sai sai. Thôi, tụi mày theo đó mà làm gương. Theo tao thì sống mà chống tao thì chết. Má, ám ảnh vãi. Tao phải sống dưới chế độ mới này ư? Bỏ đi, hay ở đây có chức có quyền. Mai mốt lấy em Mikasa làm vợ, con cái đều huệ, ngồi ngoài ban công uống rượu vang. À, khó nghĩ vãi. Ở xóm nhỏ Thanh Râu, Kuni để dắt Phao Câu đi chà răng cho mẹ mình với mục đích để mẹ mình ăn thằng nhỏ. Amin đã cản lại từ dùng thân mình nhảy xuống, nhưng Kuni đã cản lại được. Xem tí nữa mẹ Kuni trở thành con Titan đại hình khủng hoảng. Ở sâu trong thành, nhờ Eren thao hóa cứng toàn thành, nên Annie đã thoát khỏi cục đá sau 4 năm. Cô ta đã cùng bạn mình trốn ra ngoài thành, sau đó lại hồi ngộ được với Connie và Amin. Vậy, cái thằng này, ngủ gì mà ngủ suốt thế? Đi thôi! Chúng ta là đội chiến binh cứu rỗi thế giới. Ở ngoài thành Shigashina, Han dắt theo Lệ Vi đã gặp ông Magat cùng Titan Ngựa. Họ đã hợp tác với nhau, và từ đó cứu được Yelena, anh da đen, thuyết phục được các chiến binh khác phe nhau cùng mình đi ngăn chặn Eren giải cứu thế giới. Một ngày sau ở ngoài bì rừng. Anh em nghe đây, chúng ta từng là kẻ thù, nhưng giờ đây đều có chung một mục đích, đó là cản Eren lại. Chúng ta sẽ ra bến cảng cướp lấy thuyền cùng máy bay của nhà Ayuma Mito, sau đó ra khơi, rồi dùng máy bay chặn đầu Eren lại để thương lượng. Tôi áy náy lắm. Dù tôi là người đa nhân cách, trước đây đã hại nhiều đồng đội Eldia. Thôi, chuyện cũ bỏ qua. Con Titan đã ăn Marco. Tôi đã giết nó, nhưng tôi... Im mồm đi! Đủ rồi, chuyện cũ bỏ qua. Nhưng mà tôi chưa... Má mày, lắm mồm. Sáng rồi, dậy đi mấy bé ơi. Dậy đi ăn sáng rồi đi. Thằng chó này, dậy lẹ, trời sắp sập rồi kìa. Tới bến cảng rồi. Nhưng bọn Eldia Tân đã đi tàu hỏa từ nội địa ra đây chiếm mất cái bến cảng rồi. Bà Ayuma Mito cùng mấy ông kỹ sư của bà cũng đã bị Flock bắt. Giờ làm sao? Múc hết bọn Eldia bằng thiểu đi. Đầu phòng tụi mày, đồng bào tao đó. Muốn chết thì phải làm liều thôi. Em có ý kiến? Câm mẹ mồm đi! Tao bẻ tay mày luôn, láo hả? Chỗ này người lớn nói chuyện nghe chưa, không có xí cái mỏ vào. Dạ. Thôi mọi người, đằng nào cũng chết thôi thì cũng chết một thể. Bọn mày không nỡ quánh đồng bào thì để đó. Người Melee tụi ta sẽ giết sạch chúng. Đừng có can dự là được. Bố tế thích đấy, thích can dự vô được không? Flop! Tụi mày đi đâu đó? Tụi tao đang dí theo Titan Ngựa. Nó đi cùng con thiết giáp. Kêu nhà Ayuma Mito ra đây ra khơi bắt bọn chúng lại với tao nhanh lên. Mày nói cái quần gì điên rồ vậy? Amin! Thuyền đây nè! Ra đây nè! Lẹ lẹ lên! Ok ok! Flop! Mày đem thợ nhà Ayuma Mito qua đây nhanh lên nhé! Ơ? Mấy cái thằng điên này? Chúng mày làm gì vậy? Tao cho nổ cái máy bay lỏ này chứ sao? Đây là thứ duy nhất có thể cản nó cái Eren đó. Thằng Amin nó điên rồi. Bà này thuộc tội dư xử nên tao phải bắn mẹ thôi. Đồng phộng, đừng thấy tao già mà khinh nha mày. Tụi bay, tao bị bà già đánh rồi, cứu tao. Bà già kia giơ chân lên. Mikasa già đảo. Thấy cậu mày, mày nữa. Tao. Tụi mày ơi, đám 104 phản động rồi. Chúng muốn hại người Eldia, giết hết cho tao. Giờ bỏ mù rồi giờ sao? Phải giết sạch đồng bào à. Tất cả nằm xuống, đứng im đó giơ tay lên. Chơi! Tụi tao đã giết hết đồng bào mày rồi. Đi thôi Mikasa, dắt bà Ayuma theo đi. Ok, đứng đây phòng thủ được rồi. Máy bay chạy ngon không bà? Bay điếu được à nè. Phải đem về xưởng chi nhánh ở Melee để kích hoạt đã. Thế tụi mày đem qua đây làm điếu gì? Eren nó sắp càng nát cái Melee rồi đó. Tụi mày phản đồng hả? Không, không phải đâu, hiểu lầm rồi. Bắn bỏ mày luôn. Thằng Connie đứng yên đó. Thằng Jack, kích nổ máy bay đi.
Tụi mày có nghĩ cho đồng bào mình không vậy? Chúng ta là đồng đội bao năm vào sinh ra tử. Năm xưa hẹn thề nhau chi thiệt khi mở rộng được đất đai. Giờ lại vì người ngoài mà phản lại hòn đảo coi có được hay không? Thằng cờ hó! Này thì đồng đội, này thì đồng bào, chết hết đi! Titan thiết giáp và hình nữ xuất hiện. Tụi tao giết sạch bát. Tụi mày hãy bảo vệ cho đám kỹ sư Nhật Bản. Xách quần chạy lẹ anh em ơi! Thời nào rồi mà còn Titan? Đỡ qua mũi giáo sấm sét này. Né nè con. Kệ có hình nữ đi. Giết bọn Nhật lùng. Không. Ô, rụng tay tao rồi. Giết. Để tao. Titan giáp sắt đã ra đỡ đòn cho Titan hình nữ. Nhưng bộ giáp của anh khá vô dụng trong cái thời này rồi. Phe Faradis đã bắn cho cả hai con Titan rụng cả đầu lẫn tay chân quỳ dưới đất. Chỉ có một đòn nữa thôi là cả hai đứa đi củi. Mọi chuyện vậy là sẽ kết thúc hay sao? Không các bạn ạ, họ còn một đống bạn bè cùng đám phản quốc đồng minh kia mà. Connie xuất hiện từ trong làn khói bắt đầu chém các đồng đội cũ của mình. Giết không chừa một thằng nào cả. Một số người lính từ nóc nhà bắn cậu ta thì siêu cấp chiến binh Mikasa đã xử đẹp tất cả. Không một mạng nào còn sống. Một cô bé sợ hãi chỉ súng vào Mikasa thì Jin đã từ xa nhanh chóng xử đẹp cô ta luôn. Từ dưới mái nhà, Titan ngựa đã lao lên xử một đám lính. Đạn bắn nó không ăn thua gì mấy. Flock tức điên người, không ngờ lũ này là chỉ súng bắn vào chính đồng bào mình như vậy. Anh ta ra lệnh cho toàn quân truy sát Titan ngựa. Ngay lúc đó, Falcon đã hóa Titan. Một con Titan là mỏ dài, trông nó như một con chim đầy lông nhanh chóng giết nhiều kẻ địch. Flock nổi điên, một mình anh quyết định lao vào tấn công con Titan lạ. Cơ mà lại bị Han dính theo truy sát, xém tí bị Titan ngựa ăn thịt. Bất lực, anh định phá hủy luôn chiếc thuyền lớn, thì bé Gabi đã bắn anh rụng như mít. Sau khi diệt sạch người Eldia xung quanh, Falco lần đầu hóa Titan nên không điều khiển được mình. Đánh xong bọn kẻ địch, nó đè chị mình ra vật luôn. Ông Magad đã xẻ gáy con Titan rồi lôi thằng nhỏ ra ngoài. Đám chiến binh đã cùng nhau lên chiếc thuyền kéo máy bay đến Melee để sửa chữa. Ông Magad đã tình nguyện ở lại chặn đường địch. Sau đó ông ta gặp ông Sadis. Hai ông quyết định phá kho vũ khí của con thuyền còn lại để kẻ địch không dí theo đám người. Hai ông cũng đi củi luôn trong vụ đó. Ở bờ biển Melee, Liên minh quân đội thế giới đang đứng chờ. Anh em, lũ Titan khổng lồ sắp tới rồi. Chúng ta là niềm hy vọng cuối cùng của thế giới. Bắn cho tụi nó lò bẩn họng luôn. Ồ, cái gì mà chấn động mạnh mẽ vậy? Đó là anh em Titan tao đang bơi lên. Bắn bỏ tụi nó. Lũ Titan rụng rất nhiều, nhưng so với số lượng chẳng khác gì con chó rụng mấy cọng lông. Với thể hình khổng lồ cùng nhiệt lượng vô cùng cao, bọn chúng đã đun sôi nước biển, lật vô số thuyền chiến. Khi đứng dậy đồng loạt, chúng đã bắt đầu càn quét vào đất liền. Thế giới bây giờ phải hứng chịu một cơn đại diệt chủng đáng sợ nhất. Đám người Eldia trong khu cách ly Melee đã được Eren báo mộng từ hôm trước. Họ đã phản kháng chính quyền cướp lấy một tay tàu hỏa đi về nơi xa xôi nên thoát được một mạng. Một đêm trôi qua, thuyền của đám người đã cập bến Melee. Lũ Titan chưa đi tới đây, nhưng máy bay cần cả một ngày để có thể sửa chữa khởi động. Căng thiệt chứ? Một ngày trôi qua, lũ Titan sắp đến rồi. Máy bay sửa xong rồi, chuẩn bị cất cánh các bạn ơi. Hello tụi mày. Thằng mặc quân Flop bám theo thuyền cả đêm đã trỗi dậy. Hắn bắn loạn xạ vào đám người, đết chúng người cũng chúng vào máy bay. Chả chật đi đâu được. Mikasa đã phóng móc dây vào cổ ảnh, chết ngay tại chỗ. Tao chỉ là một người yêu nước thôi mà. Eren, chỉ có đấng Eren mới có thể bảo vệ được dân tộc chúng ta. À, máy bay lụng như tổ ong rồi giờ sao? Xăng nó lại chảy ra tay le kìa. Cần một giờ để hàng nó lại. Gì mà một giờ? Kéo gì rung dữ vậy? Lũ Titan đã đến nơi rồi. Không còn cách nào. Tao sẽ là người đi cầm chân bọn Titan. Amin, mày sẽ là đội trưởng đời tiếp theo. Ủa chết sạch rồi đội trưởng gì bà? Hiến mạng chỉ để cho vui. Lệ Vi, vĩnh biệt. Xác! Té tao rồi bây ơi. Cứu tao với mày ơi. Chết tao. Máy bay chạy được rồi. Mày nhanh cụ chúng mày lên. Xác. Tao sắp chết chảy rồi. Bọn Titan này thật đẹp. Ơ, tao là đâu? Đây là ai? Cái máy bay đâu? Han, mày chết rồi. Chào mừng tới vùng đất của những linh hồn. Chúng ta đã mất đi Han. Đừng phụ lòng cô ấy. Ở pháo đài Sata, điểm đến cuối cùng của đoàn tàu chở người Eldia và là phòng tuyến cuối cùng của người Melee.
đám Titan tường đần độn đã đi đến nơi. Trong khi đó ở khắp thế giới từ châu Á đến châu Âu, tất cả mọi người đều đang bị bọn Titan giẫm đạp. Rất nhiều gia tộc, rất nhiều quốc gia đã bị tuyệt chủng. Đây là những chiếc khinh khí cầu chở bom của chúng ta, là cơ hội cuối cùng để đánh bại cơn địa chấn này. Vô, thả thùng xăng vô đầu tụi nó, giết hết. Ê, người ta dùng máy bay thả bom kìa mày. Bọn Titan tuổi gì mà nhảy tới đó được? Thông minh, hết sức thông minh. Thông minh thế này thường không sống được lâu. Kích hoạt Titan tuấn khỉ thiền xà. Mày cứ bóc xương tao ra mà ném. Mà nó, toàn bộ phi thuyền đã bị ném sạch sẽ. Tất cả sẽ kết thúc từ đây ư? Không các bạn ạ, à, cậu đã gặp được dích. Tao nói cho mày nghe, đời là bể khổ, qua được khổ là qua đời. Mà để không phải khổ, tốt nhất là đừng có nên ra đời. Kế hoạch tốt nhất là cắt chim toàn bộ dân Eldia, sau đó giết sạch người trên thế giới. Khi toàn bộ sạch sành sanh, thì chẳng có người nào phải khổ nữa. Tầm bậy, cuộc sống tuy có thăng có chậm nhưng không phải lúc nào cũng là đau là khổ. Quan trọng nhất là sự trải nghiệm có được ở cuộc đời này và trân trọng những khoảnh khắc vui vẻ ông có được khi sống. À, đúng rồi ha. Dít bỗng nhớ ra những kỷ niệm vui vẻ thuở bé của mình khi chơi bóng chày với chú Tôm năm xưa. Đã quay xe đột ngột, anh ta cùng Amin quay sang thông não những người sở hữu Titan tiền nhiệm khác. Trong thế giới thực, khi đám Titan tính chạy tới hấp diêm hình nữ, thì một cuộc mọi thứ đã kết thúc rồi. Vui quá. Mọi người ơi, mẹ cha ơi, đồng bào ơi, chúng ta lại được tụ họp với nhau rồi. Báo cáo, Amin đã hoàn thành nhiệm vụ, tôi vẫn còn sống sót, trở về thôi. Báo cáo, Thiết Giáp đã hoàn thành nhiệm vụ, tôi vẫn còn sống sót, trở về thôi. Báo cáo, tôi là hình nữ xuất hiện. Dù cho là vậy, phe con rết vẫn quá đông quá nguy hiểm. Phe giải cứu thế giới chỉ có thể cầm chân nó càng lâu càng tốt, hoặc chết chứ không thể thắng được. Thằng Eren để đó cho tao. Thằng này làm gì có kinh nghiệm hóa Titan đại hình. Chết miệng mày với tao. Mày nhớ hồi nhỏ tại sao tao luôn bảo vệ mày không Amin? Vì mày quá đầu quá. Ồ, người Eldia là trở thành quốc gia hùng bá mạnh mẽ. Họ tập trung phát triển quân sự, phòng ngừa phần còn lại của thế giới trả thù. Tiếp sau đó, hòn đảo đã trải qua hàng trăm năm hòa bình phát triển mạnh mẽ công nghệ kỹ thuật. Nhưng như một vị họa sĩ, một nhà quân sự trong phim từng nói, chiến tranh chỉ kết thúc nếu như chỉ còn một người duy nhất còn tồn tại. Như là một chu kỳ, chiến tranh vẫn cứ xảy ra không cách nào ngăn chặn. Rất nhiều năm trôi qua, mọi thứ trên đảo lại bị chiến tranh tàn phá. Rốt cuộc, hòn đảo lại trở về cảnh hoang tàn. Ở ngoài kia thế giới nhân loại đều rằng con chó có rớt vào cái hố và trở thành Titan cầu vàng, mở ra một triều đại Titan mới. Video kết thúc tại đây. Bay cảm ơn bạn đã xem hết tập. Và rằng đừng quên nhấn đăng ký kênh bạn nhé. Nếu muốn xem tiếp các bạn có thể vào trong kênh Bay và tìm những nội dung tương tự về anime mà bạn thích. Nếu yêu thích sưu tập trang bị anime thì hãy tìm kênh Bay Store nghe. Còn bây giờ thì bye bye fly.